Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là thời lượng dành cho bản tin thị trường ngày 18 tháng 4 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, từ 15 giờ hôm qua, giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng từ 378 đến 416 đồng một lít. Cụ thể, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định tăng giá bán lẻ xăng RON 95 tăng 416 đồng trên một lít, lên mức 25.237 đồng trên một lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 378 đồng trên một lít, lên mức 24.226 đồng trên một lít. Trong khi đó, giá các mặt hàng đều biến động trái chiều. Giá dầu diesel giảm 146 đồng trên một lít, về còn 21.446 đồng trên một lít. Giá dầu hỏa bán lẻ giảm 178 đồng trên một lít, về còn 21.416 đồng trên một lít. Ngược lại, dầu mazut tăng 198 đồng trên 1 kg, lên mức 17.206 đồng trên 1 kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu, đồng thời tiếp tục không chi sử dụng quỹ bình ổn giá với tất cả các mặt hàng xăng dầu.